Ở đây xem nhé, lấy file này vào file cho mình boss. Rồi thì đến cái bài tập đúng không, bài tập của mình là bài 6 đúng không, 6.2 đúng không. Đây, lấy cái hình này vào. Đấy, tương tự như bài trước, ở đây chúng ta phải làm gì, khóa nó vào đúng không, khóa nó vào, nhấn chuột phải để chọn nút gì đó, đổi đơn vị đi nhé, nhìn nhé, được chưa. Bây giờ nhìn này, bây giờ chúng ta phải kéo cái hình tròn trước. Đấy, chúng ta phải xác định xem đối với màu chuyển sắc, chúng ta phải xác định xem này nó chuyển sắc từ màu nào đến màu nào đúng không. Đây, ở đây là chuyển sắc từ màu nào, toàn bộ bài này nó chỉ có chuyển sắc từ màu trắng đến màu màu đen thôi đúng không, đen trắng, hai kênh tương phản nhau, như là kênh tương phản màu màu sắc nhé, đen trắng nó tương phản nhau, hay là vàng đỏ này nó cũng tương phản nhau, hiểu không nhỉ, nó làm nổi bật lên và nó chuyển sắc theo kiểu gì, hiểu không nhỉ. Chúng ta có bốn kiểu chuyển sắc đấy đúng không, nhìn thấy nó có bốn kiểu chuyển sắc đấy, thì chúng ta phải xác định xem nó chuyển sắc theo cái kiểu gì đây, để cho hình tròn hay là hình ellipse, hiểu không nhỉ. Đấy, được chưa. Rồi. Đấy. Nó chuyển sắc theo kiểu gì chúng ta phải chọn lựa nó. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm này. Đầu tiên vẽ ra một hình tròn đúng không, được chưa. Rồi rời sang nhé, để vào đây là 150 đi, 6.1 nhé, để chúng ta giữ hình tròn để chúng ta tạo những cái hình tròn bên trong này nhé. Rồi chúng ta tô, cứ ra bắt tô một màu bất kỳ gì đó, màu này cũng được. Sau đó chọn công cụ chuyển sắc, cầm kéo ra, được chưa. Thì chúng ta ở đây thấy các kiểu chuyển sắc đây đúng không, và ở đây chắc chắn là màu đen trắng rồi, nên mình cứ chọn màu, nhấn màu đen, được chưa, đen trắng hai màu thôi mà, đen trắng. Và xác định xem kiểu chuyển sắc đây, bây giờ em nhìn cả cái vòng tròn to này, xác định xem nó chuyển sắc theo kiểu nào trong bốn kiểu này. Góc độ em nhìn thấy này, đây là tâm sáng đây đúng không, nó lan tỏa dần đều nó xung quanh này đúng không, chứ nó có khía cạnh không, không khía cạnh đúng không, nên theo kiểu góc độ này nó không ổn rồi đúng không. Vậy nó kiểu nào, ellipse đúng không, hình tròn đúng không, hình ellipse này đấy, hiểu không, chúng ta phải xác định xem nó là kiểu chuyển sắc kiểu nào đấy. Hiểu không nhỉ, nhớ đường nào vào làm vội ngay. Đấy. Xong chưa, khi chọn xác định đúng kiểu rồi thì mình phải xác định xem đối với kiểu hình ellipse này là chúng ta phải xác định xem tâm xoay nằm ở chỗ nào, nó nằm ở đây đúng không, ngắm ngắm tầm ở chỗ này đấy, và cái góc này này chúng ta phải kéo đến cái đường bán kính xa nhất đấy, chứ không phải kéo gần đây, hiểu không nhỉ, kéo gần đây cũng không được này, nó tạo thành như này, chúng ta phải kéo đến cái bán kính xa nhất này. Đấy, được chưa, thì nó cảm giác nó ổn rồi, hiểu không nhỉ. Đấy, chúng ta có thể hơi giảm cái màu màu này đi một chút này, cầm chọn nút này này, đấy nhìn thấy chỗ nào trên VCT này, kéo hơi giảm màu nhạt dần, nó nhạt đi một chút thôi, kéo đấy, hơi nhạt đi một chút, hiểu không nhỉ.
Đấy, tầm này là được, được chưa? Hoặc không chúng ta hút màu đi cho nó lưu lại một cái màu là chúng ta sẽ chuẩn bị sắp làm tới đây cho nhìn thế. Đấy, nó nhạt nhạt như thế. Thế bây giờ chúng ta lại tính tiếp này. Cái ở bên trong này nhìn thấy nó nổi như này không? Chẳng qua ở đây nó đen, ở đây nó trắng thì nó cảm giác nó nổi lên thôi. Và ở đây nó đen, ở đây nó trắng, hiểu không nhỉ? Nó cảm giác nó nổi lên vậy thôi. Đấy, đây chúng ta làm xong. Chọn đối tượng này nhá. Nhấn Shift đúng không? Co vào. Đấy, co mép ngoài thôi nhé. Sao chép lên một hình, được chưa? Ok chưa? Sau lại di chuyển nó xem. Cứ tô một màu bất kỳ đi nhé. Xem thì cứ tô một màu bất kỳ. Đó, chọn nó này. Lại nhấn cái Shift này, kéo xuống đây. Nhìn thấy chưa? Lại cũng sao chép phát nữa. Xong chưa? Đấy. Áp rồi đi xem. Bây giờ chọn hai thằng nhé. Mình mong muốn là đục thủng cái khối bên trong này ra thì nó mới rõ nét được cái tâm sáng của mình vừa tô cái thằng to ngoài này, nên mình kéo chọn đấy, hai thằng thôi nhá, trên cắt dưới đúng không đấy, nhìn thấy nó rõ nét sáng bên dưới chưa, thằng nó cần thằng ở giữa này đen ra đi, thế còn thằng này là chúng ta chuyển sắc rồi, xác định của em đục của đồng anh đục đục cái gì em đục là đục lỗng ở chỗ này, đục lỗng chỗ này, sau này chúng ta lại phải có một cái hình khác đắp vào ở trong này. À, cũng như nó không nổi lên hình này nữa. Ừ, nó không có nổi hình này nữa. Nếu như cái hình ngoài to này nhá, mà em đục nó ra, hiểu không nhỉ? Không, em đục hai bên thì thôi. Hả? Hai bên thì em đục hai bên bên trong. Ừ, cái hình bên trong này, tức là bên trong nền này em không có đúng không? Không, em đục hai bên thì thôi chứ không đục cái bên trong. À, đục hai thằng này cho nhưng mà nó rất chuyển, bởi vì thằng này nó là hai màu khác nhau mà. Thì em khó chuyển được, hiểu chưa? Bởi vì em đục lấy thằng này với thằng này thôi thì nó cả này nó là một khối, sau này mình chuyển cái chỗ này nó không thể đen được đó. Thế bây giờ mình chuyển nó đen này, mình chuyển nó đen này thì mình chọn cái thằng này nhá, tô chuyển sắc đấy, xác định chuyển sắc đấy, từ đen đến trắng rồi đúng không, đây đen đây trắng, nhìn thấy nổi chưa đó. Nếu em mà cả này một khối thì nó không thể nào chuyển được. Đấy, thấy chưa? Mình cầm gạt cái này đi. Đấy, để cho cái màu này nó lan dần về phía trắng, nó diện tích đen nó nhiều hơn. Họ cầm cái này nó kéo hơi xa xa một tí. Đấy, nhìn thấy chưa? Nổi lên chưa? Rồi. Tiếp tục nhá. Rồi, đen thằng ngoài đi để thằng trong thôi. Bây giờ lại co vào thằng trong này đúng không? Đó, nhìn thấy chưa? Sao chép, được chưa nhỉ? Xong chưa em? Bây giờ rời thằng này sang đúng không? Rồi, áp đi sang được chưa? Chắc chắn nó chuyển sắc rồi đúng không? Ừ, nhưng em thử nhìn cho anh xem chuyển sắc theo kiểu nào. Đây, nhìn vào cái phòng to ngoài này nhá. Đừng để ý hai thằng trong này nhá. Phòng to ngoài nó chuyển sắc theo kiểu nào? Chắc chắn đen trắng rồi, hai màu rồi. Chúng ta không cần phải trả lời câu đấy nữa rồi. Trả lời xem là chuyển sắc theo kiểu nào thôi. Enip đúng rồi, bởi vì nó từ tâm này nó năm dần đều này, nó chả khía cạnh như này cả thì chắc chắn là hình enip rồi. Rồi enip đấy, tâm nó nằm ở chỗ này đấy, được chưa? Rồi ổn chưa, bỏ đồng viên đi thôi, được chưa? Đấy, chẳng qua đám này tối với đám này sáng nó làm nổi lên thế thôi. Rồi tiếp tục nhé, lại co nó vào phát nữa đúng không? Đấy, được chưa? Nhìn thấy không? Rồi, xong rồi này, di chuyển sang. Rồi, tô cho nó một màu bất kỳ đi. Nó ở dưới đúng không? Nhấn cái gì nhỉ? Đúng rồi, cắt chữ hồ. Xong chưa? Rồi, bây giờ chuyển sắc đúng không? Lại nhìn xem, cái thằng vòng này nhá, đừng để ý thằng chóp này nhá. Ừ, cái thằng này này. Là tô chuyển sắc theo kiểu nào? Nhìn thấy khó nữa, nhưng nhìn thấy cái tâm sáng nó lắm này không, tâm sáng ở đây không, lại hình nhà nít đúng rồi, chính xác lại hình nhà nít, chuyển sắc hình nhà nít, hề nhà nít dịch cái góc này đây, thằng này trắng thằng này đen đấy, nhìn thấy chưa, làm vấn đề chưa, được chưa? Bây giờ tiếp đến cái thằng chóp này này,
Đấy, nhìn thấy không? Thằng này chắc chắn biết kiểu chuẩn xác rồi đúng không? Hình gì nhỉ? Hình gì? Hình nhân thiêm. Cái này chuẩn xác theo kiểu gì vậy? À, kia là đối xứng đúng không? Ừ. Xác. Theo kiểu gì? Trong bốn kiểu này. Kiểu nào? Nó không từ tâm ra đúng không? Nó chia khía cạnh này góc độ thôi. Nhìn thấy không? Rồi. Đấy, chúng ta chuyển nhưng sang mà em làm đối xứng được không? Phải góc độ trước xong rồi mới đối xứng được. Chỉ có duy nhất góc độ đối xứng thôi, chứ còn tâm thì nó cần gì đối xứng. Đối xứng sao được? Hiểu không? Được chưa? Đấy, limit and mirror. Xong chưa? Chỉ có thằng góc độ thôi nhé. Ổn chưa? Ổn chưa? Đấy, như để nhìn thế này thì nó hơi nó bởi vì cái thằng trắng này với cái thằng này nó gần đã tợ nhau, mình phải xoay cái thằng đen này về đây cơ này để nó trùng máu với thằng này này. Đấy. Đấy, đúng nó, rồi, đúng rồi. Đấy, nó chỉ nừa vậy thôi, hiểu không? Nó cùng màu thì nó sẽ tạo thành khối nổi như thế. Xong chưa? À, nó không có gì cả, nhìn thấy không? Đấy, quay đi một chiều nó lại là một thứ khác, quay một bát nó lại hình dung mắt mình nó lại cái kiểu đúng khác. Khác. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ đến ngôi sao này đúng không? Ngôi sao. Rồi, ngôi sao. Star đây. Năm cánh đúng không? Kéo ra một cái. À, mình có thể cho nó bằng cũng được, không bằng được. Cái này phải xem xem vào được. Đây. Được chưa? Rồi. Mình tiện đẩy nó xuống. Rồi, di chuyển sang. Đấy, tô màu chuyển sắc theo kiểu gì nhỉ? Góc độ đúng không? Và đấy đối xứng đúng không? Đó. Tô chuyển sắc. Góc độ. Và đấy đối xứng. Được chưa? Kéo xuống đây cái. Rồi bỏ được viền đi, đúng không? Bây giờ vấn đề là chúng ta làm sao để sao chép ra được nhiều ngôi sao này. Đúng rồi, xoay thôi đúng không? Vật xoay bao nhiêu độ nhỉ? 45. Góc này 90 độ, hiểu không nhỉ? 90 độ là 45 độ. Đây, không tiến đếm này 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thế 360 độ chia cho 9 phát. 9436. Ừ, được chưa nhỉ? Nó gần 40 độ đúng không? Không thể 45 được, 45 thì nó phải xả lên đây. Như vậy, đây ha, trước khi xoay chúng ta phải làm gì nhỉ? Được rồi, tâm. Còn thằng này kéo trùng với đây đúng không? Là đây xoay 40 phát. 40 góc độ 40 9 phát đúng không? Xong chưa? Bây giờ chỉ còn lại hình tròn này thôi đúng không? Vẽ cái hình tròn. Được chưa? Rồi, áp ly sang đây. Được chưa? Rồi. Vậy chúng ta xác định xem kiểu hình tròn này nó kiểu gì. Để đúng rồi, từ tâm ra nhìn thấy tụ một điểm này. Tụ một điểm đúng không? Chuyển sắc. Thì cái đi. Bỏ đường viền đi. Xong chưa? Bây giờ phải làm gì? Ờ, lại xoay tiếp đúng rồi. Lại xoay, lại rời tâm đúng không? Đấy, nhiều khổ chỉ có ăn rồi mới rời tâm luôn. Để ra được cái kết quả. Rồi, được chưa? Và này phải xác định góc độ đúng không? Bao nhiêu? Đếm đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Lấy 360 chia cho 24. Ừ. Có chia được không? Chia đi. Chia đi xem bao nhiêu độ. 15 độ đúng không? Sang xoay đây. 15 phát. 15 độ quên. Bao nhiêu phát nhỉ? 24 phát. Áp như cái. Xong chưa? Chúng ta kết thúc bài. Đấy nhỉ? Như vậy này, đứng trước chuyển sắc thì em phải xác định xem là nó chuyển sắc từ màu nào đến màu nào đã nhé. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là chuyển sắc theo kiểu nào? Đấy, trả lời được hai câu hỏi đấy thì em làm được bài này thôi. Được chưa? Rồi, ok. Em về chỗ làm bài đi em. Ok.